Ở Quýt TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 20 tháng 10 năm 1632 là ngày sinh của Christopher Wren. Ông là nhà vật lý, nhà toán học và kiến trúc sư người Anh. Ông thiết kế nhà thờ St. Paul. Ông được coi là kiến trúc sư vĩ đại nhất nước Anh thời kỳ đó. Vào ngày này năm 1914 cũng là ngày sinh của Lý Tự Trọng. Ông là một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Cũng vào ngày này năm 1971 là ngày sinh của nam rapper người Mỹ Snoop Dogg. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2018, anh được đúc tên lên ngôi sao tại đại lộ danh vọng Hollywood. Năm 2019, ông được đông đảo fan hâm mộ Việt Nam biết đến khi kết hợp cùng Sơn Tùng MTP trong ca khúc Hãy Trao Cho Anh. Cầu thủ bóng đá Nguyễn Tiến Linh, anh sinh ngày 20 tháng 10 năm 1997. Anh hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ BKMF Bình Dương và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1m83 và được xem như là một trong những trung phong hay nhất của Việt Nam trong thế hệ của mình. Ngày mất của ai? Ngày 20 tháng 10 năm 1994 là ngày mất của Burt Lancaster. Ông được đề cử 4 lần giải Oscar và 1 lần vinh dự nhận giải cho vai diễn trong bộ phim Elmer Gantry năm 1960. Vào ngày này năm 2011 là ngày mất của Muammar al-Gaddafi, một lãnh đạo nhà nước Libya. Cũng vào ngày này năm 2012 là ngày mất của John McConnell, nhà hoạt động người Mỹ, ông sáng lập ra Ngày Trái Đất. Sự kiện: Hội Phụ Nữ Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 1930. Vào ngày này năm 1973, nhà hát Opera Sydney mở cửa, hay còn được gọi là nhà hát con sò. Nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm no gió ra khơi. Đây là công trình kiến trúc độc đáo của Sydney nói riêng và nước Úc nói chung, thu hút nhiều du khách đến thăm. Cũng vào ngày này năm 1979, Thư viện John F. Kennedy mở cửa tại Boston, Massachusetts. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.